Xin chào tất cả các anh em trader quay trở lại với chuyên mục phân tích thị trường vàng of Fresh vào mỗi cuối tuần của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Trong tuần vừa rồi thì chúng ta thấy không có nhiều các tin tức quan trọng. Giá thì đa phần là giằng co, hành động giá không có cái biến động nào đáng kể cả. Thì trong clip phân tích cuối tuần này, Thúy và các bạn sẽ cùng xem xét lại hành động giá của thị trường trong tuần vừa rồi và sau đó chúng ta tiếp tục lên kế hoạch giao dịch cho tuần tiếp theo ha. Tuy nhiên thì anh em lưu ý giúp Thúy nữa là trong tuần tới thì chúng ta có tin về bảng lương phi nông nghiệp và một vài tin quan trọng rải rác ở trong tuần nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu ha. Anh đã đầu tư nhiều năm rồi, thị trường anh nắm trong lòng bàn tay. Các anh ơi, giờ ai cũng có thể đầu tư hết. Anh có biết STB có thể giao dịch cổ phiếu toàn cầu chưa? Không phí hoa hồng. Anh thì chủ yếu là đầu tư hàng hóa. Tôi thấy chỉ số hơi ngọt tôi, chỉ đầu tư vào bản thân thôi. STB Investing for Everyone. Như thường lệ thì bắt đầu với vàng. Thì anh em thấy này, trong tuần vừa rồi vàng gần như là giằng co đúng không ạ? Các cây nến là xếp chồng lên nhau, thân nến nằm trong vùng giá của cây nến trước. Biến động giá trong tuần vừa rồi của vàng thì cũng rất là yếu. Chúng ta thấy là đa phần là nến đều là nến có đuôi và thân nến nhỏ đó, cho nên là đối với cái kiểu mà vùng giá giằng co như thế này thì sớm muộn gì giá vàng cũng sẽ thoát ra thôi. Nhưng mà anh em lưu ý giúp Thúy ha, vàng nó đang tạo một cái vùng giá đi ngang gần với trendline, đồng thời đã khá là lâu rồi, khoảng một cái khoảng thời gian từ đầu tháng 5 cho tới thời điểm hiện tại luôn á, là vàng chưa có tạo được đáy mới. Tuy nhiên là xu hướng chính của vàng thì hiện tại vẫn đang là giảm này. Nhưng mà giá thì nó đang tiếp cận đến những cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong xu hướng tăng rồi. Ví dụ như ngưỡng hỗ trợ 1780, vùng hỗ trợ tiếp theo đó 1750, và thậm chí thấp hơn nữa đó là vùng 1680 ha. Đó thì có khả năng là vàng sẽ tiếp cận đến những cái vùng hỗ trợ này một lần nữa. Thì nếu như mà trong tuần tới, trong khoảng thời gian tới, vàng có thể quay ngược trở lại và tiếp cận ngưỡng kháng cự quanh 1880. Đây, 1880, 1870 đều được ha. Đó, thì anh em có thể canh bán ra ở vùng này và chốt lời quanh vùng 1780. Đây là vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ phải theo dõi giá khi mà thị trường tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ mạnh. Đó, vùng tiếp theo là vùng 1750. Còn nếu như thật ra thì ở đây là vàng đang bắt đầu đi vào cái giai đoạn đi ngang cuối xu hướng á, cho nên nó cũng có khả năng là đảo chiều. Thì trường hợp nào giá có khả năng đảo chiều đó là khi mà nó có thể phá vỡ cái vùng đỉnh gần nhất. Đây là vùng này nè mọi người. Đó, quanh vùng 1880 ha, phá vỡ khỏi vùng này thì lúc này cái cấu trúc tăng giá của vàng nó sẽ được xác lập, và lúc đó có khả năng thì chúng ta sẽ phải xem xét động lượng lúc đó. Nếu như mà lúc đó động lượng tăng của vàng nó rất là mạnh thì có khả năng thị trường đảo chiều, quay ngược trở lại xu hướng tăng giá trong thời gian tuần là rất là cao đó. Cho nên là đối với vàng thì nếu như mà để mà thận trọng tốt nhất thì trong tuần sau chúng ta không nên giao dịch. Chúng ta đợi xem cái hành động giá của thị trường nó đi về phía nào, nó đi về phía hỗ trợ hay là nó đi về phía cái ngưỡng kháng cự và phá vỡ nó. Đó thì chúng ta xem hành động giá trong tuần sau thì tốt nhất ha. Còn tạm thời trong cái giai đoạn như thế này thì chúng ta tạm thời đừng có giao dịch nhé, là an toàn nhất. Đó, còn nếu như mà anh em nào muốn giao dịch ngắn hạn thì chúng ta có thể xem cái hành động giá của vàng khi tiếp cận ngưỡng kháng cự 1880 này như thế nào. Nếu động lượng của nó yếu đi và tạo được tín hiệu bán thì anh em có thể vào lệnh quanh cái vùng này nha. Bởi vì dù sao á, cái vùng này cũng là cái vùng hợp lưu giữa cái ngưỡng kháng cự là vùng giằng co này, vùng đáy trước đó này, rồi trên lại giảm nữa, rồi đồng thời nó là các cái vùng đỉnh trước đó nữa, thì chúng ta cũng có thể canh bán quanh vùng này nếu có tín hiệu. Còn nếu như trong trường hợp giá trực tiếp phá vỡ luôn cái vùng này thì chiến lược của chúng ta sẽ phải thay đổi ha. Rồi, thì đó là với vàng. Qua tuần anh em theo dõi cho Thúy, đối với kháng cự chúng ta theo dõi vùng 1870, 1880. Còn vùng hỗ trợ thì anh em theo dõi vùng 1780 giúp Thúy là được ha. Rồi bây giờ chúng ta phân tích qua Euro và USD. Euro và USD thì trước đó thì có đưa tín hiệu bán với nến phá vỡ giằng co thất bại, và tới thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang có lợi nhuận ha. Thì chiến lược của cặp tiền này thì thực ra không thay đổi, đó là chúng ta tiếp tục canh bán quanh vùng
đây, quanh vùng 1.07 ha. Đó là chúng ta có thể canh bán quanh vùng này. Ở đây hiện tại thì anh em thấy là giá đang trong cú hồi đúng không? Nhưng mà nó tăng rất là yếu. Nếu như mà giá thực sự tiếp cận được vùng 1.07 thì chúng ta có thể canh bán nhé. Đó, chiến lược không thay đổi ha. Rồi tiếp theo là cặp bảng Anh và USD. Bảng Anh và USD này anh em lưu ý giúp Thúy ha. Giá tiếp cận cái ngưỡng hỗ trợ mạnh trên khung tuần đó là vùng 1.21 này. Đó. Nhưng mà thực tế này, các bạn thấy á, đó là giá đã có lúc giảm sâu tới vùng này. Đây. Đó, là quanh vùng 1.2 sau đó bật lên. Rồi, thì chúng ta thấy rằng là gì? Ở đây là giá đang tạm cú fabric khỏi ngưỡng hỗ trợ. Đó, và bật lên. Nhưng mà xu hướng chính của cái cặp bảng Anh và USD này trên khung thời gian ngày và khung tuần thì vẫn đang là giảm nha. Đó. Thì hiện tại động lực giảm của cặp tiền này vẫn đang rất là tốt. Và cái ngưỡng kháng cự mà giá có thể tìm về đến đó là vùng 1.25. Thì đây là vùng kháng cự gần nhất chúng ta có thể canh bán. Nó hợp lưu với lại trendline giảm và vùng giằng co, đồng thời là vùng đỉnh trước luôn. Đó thì anh em có thể canh bán quanh vùng này. Bởi vì các bạn để ý nè, giá chạm ngưỡng hỗ trợ rồi nhưng mà nó không có tạo được cái tín hiệu bán nào thực sự đẹp cả. Thêm vào đó là giá bật lên cũng không lâu thì nó gần như là chứng lại, cho nên là cho thấy cái động lượng mua ở cái vùng này chưa thực sự được mạnh. Thì đầu tiên anh em sẽ theo dõi ngưỡng kháng cự quanh 1.25 trước, đây là vùng hợp lưu đó, và trước đó là giá cũng được giảm mạnh từ cái vùng này rồi, thoát khỏi vùng này, đây đồng thời cũng là cái vùng cung á. Đó thì khi mà giá quay ngược trở lại vùng này và phản ứng thêm một lần nữa mà tạo được tín hiệu bán thì anh em có thể giao dịch. Còn trong trường hợp giá tiếp cận đến vùng 1.25 này với động lượng rất là mạnh thì lúc đó anh em nên bỏ qua nha. Bởi vì sao? Bởi vì có động lượng mạnh tiếp cận vùng này thì có khả năng nó sẽ phá vỡ rất là cao. Đó. Thì nói chung đối với bảng Anh qua tuần anh em theo dõi cho Thúy ngưỡng kháng cự quanh 1.25 và vùng 1.26 ha là được. Rồi tiếp tục cặp đô la Úc và đô la Mỹ. Đô la Úc và đô la Mỹ thì các bạn thấy là giá tiếp cận ngưỡng hỗ trợ quanh vùng 0.6830 đúng không ạ? Đó, tiếp cận vùng này thì sau đó giá bật tăng, tạo một cái nến tăng mạnh, là cái nến mà Thúy đang để con chuột vào á. Thì các bạn thấy là giá sau đó gần như là không tăng lên nữa mà nó quay đầu giảm. Đó, thì cái tín hiệu này cho thấy điều gì? Đó là thị trường có khả năng, tức là cái tín hiệu này nó gần như là thất bại rồi đó. Ví dụ như những trader nào mà giao dịch ngược xu hướng ở cái thời điểm này này thì có phải là đến cái thời điểm giá hiện tại họ sẽ cảm thấy rất là lo lắng đúng không ạ? Đó, thì đối với lại cái kiểu hành động giá như thế này á thì cái khả năng mà giá phá vỡ cái ngưỡng hỗ trợ quanh vùng 0.68 cũng rất là cao. Nhưng mà chúng ta thấy này, nếu như qua tuần á giá của đô la Úc và đô la Mỹ tiếp tục giằng co quanh vùng đáy này, tức là nó tạo một cái vùng giá đi ngang nhỏ quanh vùng này, thì cái khả năng mà giá phá vỡ vùng đáy này rất là cao. Khi mà giá tiếp tục phá vỡ vùng đáy 0.68 này thì chiến lược chính của chúng ta vẫn là canh bán là chủ yếu ha. Còn hiện tại nếu như mà giá bật ngược trở lại thì chúng ta cũng không có nên canh mua đảo chiều đâu. Bởi vì thực ra xu hướng chính cái động lượng giảm nó vẫn đang rất là tốt. Thì ở đây anh em nào mà canh mua ngắn hạn thì có thể chốt lời quanh vùng 0.7280 thôi nha. Và sau đó đến vùng này thì chúng ta có thể canh bán được ha. Thì ở đây có hai vùng anh em có thể canh bán theo xu hướng đối với cặp tiền này. Đó là vùng 0.7280 hoặc vùng 0.73 ha. Vùng thứ hai là vùng 0.74. Đây là vùng giằng co. Đó, một trong hai vùng này chúng ta có thể canh bán nhé. Nói chung đô la Úc và đô la Mỹ thì tốt nhất là chiến lược chính của chúng ta là canh bán theo xu hướng sẽ an toàn hơn. Còn mua thì chúng ta chỉ mua ngắn hạn thôi ha. Rồi cặp tiền tiếp theo là cặp New Zealand và đô la Mỹ. Cặp tiền này trước đó là Thúy có đưa tín hiệu bán với cái nến giảm này này. Thì chúng ta đã có lợi nhuận 4R rồi và chúng ta cũng đã chốt bớt một phần vị thế rồi, cho nên là cái phần vị thế còn lại anh em cứ giữ thôi. Bởi vì sao? Vì chúng ta chưa có tín hiệu thoát lệnh ở vùng này. Thì các bạn để ý ha, giá chạm cái ngưỡng hỗ trợ quanh vùng 0.6210. Giá có bật lên nhưng sau đó thì nó chứng lại luôn. Là cái yếu tố thứ nhất cho thấy là cái áp lực mua đang hiện tại đang rất là yếu đúng không ạ? Cái yếu tố thứ hai các bạn để ý giúp Thúy á, đó là cái cặp tiền này đã tạo đáy thấp hơn rồi ha, tạo đáy thấp hơn và nó cũng cái đỉnh này cũng trở thành cái vùng đỉnh quan trọng trong cấu trúc giảm giá này. Đó, chính vì nó quan trọng cho nên là sao,
Cho nên là chỉ có khi nào nó phá vỡ được cái vùng đỉnh này thì lúc này cái cấu trúc thị trường mới có sự thay đổi. Cho nên là nếu như mà giá tiếp cận đến cái vùng đỉnh này với động lực yếu và có tín hiệu bán thì chúng ta vẫn có thể canh bán quanh vùng này được. Trừ phi khi nào mà giá đi đến cái vùng này với một động lượng rất là mạnh và có khả năng phá vỡ vùng này thì lúc đó chúng ta mới không có giao dịch theo xu hướng, tức là chúng ta không có canh bán nữa. Hiện tại thì chiến lược bán vẫn đang là cái chiến lược chính của chúng ta ha. Thì cái vùng giá mà chúng ta có thể canh bán đó là quanh vùng 0.65. Đó, anh em có thể chờ giá hồi về vùng này rồi chúng ta có thể tìm tín hiệu chúng ta canh bán tiếp nha. Và anh em nào đã bán trước đó được rồi thì chúng ta tiếp tục giữ lệnh thôi ha. Rồi cặp tiếp theo là cặp USD và Canada. Đó, cặp tiền này Thủy có nói là tuần trước là Thủy có đưa chiến lược đó là có thể canh bán quanh vùng 1.3 ha. Đó, thì các bạn thấy rằng là gì? Giá đã chạm tới vùng kháng cự 1.3 rồi và bị đẩy ngược trở lại. Đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng là không có tín hiệu nào cho chúng ta cả, đúng không ạ? Vì không có tín hiệu cho nên là gì? Chúng ta đành phải đứng ngoài thôi. Cặp tiền này thì nếu như mà sau đó giá mà có giảm xuống thì sao? Thì chúng ta sẽ không có giao dịch, tại vì không có tín hiệu chúng ta bắt buộc phải gì? Chúng ta phải chờ thôi. Thì các bạn để ý ha, trên khung tuần của cặp tiền này hiện tại đang có một mô hình nêm. Đó, mô hình nêm là cái thứ nhất. Cái thứ hai này, bối cảnh trước đó của cặp tiền này thực ra là giá giảm khá là mạnh ha. Giảm khá là mạnh. Thì chiến lược chính của chúng ta ở cặp tiền này thì ở trên khung thời gian ngày thì chúng ta thấy là giá gần như là đi ngang trong cái mô hình này. Cho nên là với lại các bạn để ý ha, ở trên cái khung thời gian ngày á, giá tạo ra rất là nhiều các cái ngưỡng hỗ trợ mạnh như là vùng 1.25, vùng 1.23 ha. Đó, rồi thêm các cái ngưỡng hỗ trợ đây này, quanh vùng 1.22, 70 đó. Thì có phải là những cái vùng hỗ trợ này sẽ tạo điều kiện để cho giá bật tăng? Thì chúng ta thấy mỗi lần giá tăng đều tăng rất là mạnh ha. Còn giá mỗi lần giảm thì cái động lượng nó yếu hơn. Đó, thì ở đây chúng ta kỳ vọng nếu như mà giá có thể phá vỡ được cái cạnh trên của cái mô hình nêm này thì chúng ta có thể canh mua theo xu hướng được. Nhưng trong trường hợp anh em để ý giá quay ngược đầu và giảm và phá vỡ được cái vùng hỗ trợ 1.25, vùng hỗ trợ đầu tiên này thôi. Đó, thì lúc đó chúng ta có thể sẽ phải thay đổi chiến lược, chúng ta không canh mua nữa mà chúng ta có thể chuyển đổi chúng ta canh bán. Bởi vì một ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá thì cũng có nghĩa là cái mô hình nêm, cái đường trendline tăng của mô hình nêm này này cũng bị phá vỡ luôn. Đó, lúc đó thì thị trường có khả năng đảo chiều, quay ngược trở lại xu hướng giảm trên khung thời gian tuần rất là cao. Đó, thì nói chung qua tuần là giá hiện tại đang có cái dấu hiệu giảm, thì cái vùng hỗ trợ anh em theo dõi là quanh vùng 1.25. Cặp tiền này chúng ta đừng giao dịch vội ha, chúng ta chờ thôi nhé. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp USD và Yên Nhật. Rồi, cặp tiền này thì chúng ta thấy trước đó là anh em đã có thể vào lệnh mua với nến vùng dằng, với nến vùng sức ép mua ở đây này. Đây, đó. Thì chốt lời quanh vùng đỉnh trước đó là quanh vùng đỉnh này là chúng ta đã chốt lời rồi ha. Đó. Còn hiện tại thì giá đã chạm đến cái ngưỡng kháng cự rất là mạnh trên khung thời gian tuần, tháng luôn. Đó là quanh vùng 135. Đây là vùng đỉnh được xét là vùng rất cao rồi, nhưng mà trên thực tế là chúng ta còn có vùng đỉnh cao hơn. Đó là quanh vùng này. Đây. Quanh vùng 147.50 ha. Đó, thì các bạn để ý á, là động lượng tăng của cặp tiền này vẫn đang rất là mạnh. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã yếu rồi. Cho đến thời điểm hiện tại khi mà tiếp cận cái ngưỡng 135.20 này thì chúng ta thấy động lượng nó bắt đầu yếu đi. Đặc điểm đó là gì? Đó là các bạn nhìn vào cái thứ nhất là các cái đỉnh nến này. Đỉnh nến, cái khoảng cách của nó như nào, nó nhỏ dần lại rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là độ lớn của nến. Chúng ta thấy rằng là ban đầu nến tăng rất là mạnh, nhưng sau khi tiếp cận ngưỡng này thì giá đã gần như là tạo cái nến có đuôi nến và thân nến rất là nhỏ rồi. Thêm vào một yếu tố nữa đó là đây là cái nến gì ạ? Hanging man, người treo cổ, đúng không ạ? Xuất hiện cuối xu hướng tăng, đây là tín hiệu cho thấy cái động lượng tăng của giá đang bị cạn kiệt. Đó, thì hành động giá kiểu này cho chúng ta thấy một điều là gì? Đó là
những người mà mua lên cho đến thời điểm hiện tại đó là người ta chưa có động lực để đẩy giá lên cao hơn. Đó, giá đang chững lại, hoàn toàn chững lại ở cái ngưỡng kháng cự trên khung thời gian tuần. Thì đây là cái thời điểm rất là thích hợp để anh em có thể tìm tín hiệu bán trên khung thời gian ngày ha. Hiện tại thì vẫn chưa có tín hiệu, thì đối với cặp tiền này anh em có tuần này anh em có thể chờ tiếp ha, xem thị trường có tạo được tín hiệu bán ở quanh vùng này hay không. Nếu có thì anh em có thể bán ra được nhá. Nói chung qua tuần anh em theo dõi cái ngưỡng kháng cự quanh 135 nhấp thủy là được nhá. Rồi chúng ta phân tích qua cặp tiếp theo, đó là cặp USD và franc Thụy Sĩ. Cặp tiền này thì tuần trước thì có đưa tín hiệu bán với cây nến giảm này. Đây là cây nến tín hiệu trong mô hình Mula, một biến thể đặc biệt của mô hình hai đỉnh. Thì hiện tại thì cặp tiền này chúng ta vẫn đang có lợi nhuận khá là tốt rồi. Thì tới đây là anh em có thể thoát lệnh rồi ha. Ở đây ha, chiến lược chính của cặp tiền này thì chúng ta hiện tại vẫn có thể mua tiếp được. Đó, ở đây thì các bạn để ý này, động lượng giảm đang rất là yếu luôn á. Tiếp cận cái ngưỡng hỗ trợ quanh 0.9480 này. Đó, thì chúng ta có thể canh mua quanh vùng này được ha. Đây là cái vùng đỉnh trước đó. Đó, thì nếu như mà giá giảm xuống đây với cái động lượng yếu và tạo được tín hiệu mua cho anh em thì anh em có thể vào lệnh ha. Có thể vào lệnh mua. Hiện tại thì ở trên khung thời gian này thì chúng ta thấy rằng là chưa có tín hiệu nào cả trên khung này. Ở hành động giá hiện tại chưa có tín hiệu mua nào cả. Thì chúng ta tiếp tục chờ. Không nhất thiết là nó phải chạm đúng cái vùng 0.9470 hay 80 đâu nha. Chỉ cần giá tạo được cái tín hiệu tốt ở vùng này, gần với vùng này, sát nhất có thể là anh em đã có thể vào lệnh rồi ha. Đó. Rồi, nói chung thì đây là chiến lược giao dịch cặp mà USD và franc Thụy Sĩ. Cặp này không có thay đổi gì ha. Rồi chúng ta phân tích qua chỉ số chứng khoán Mỹ và dầu nhé. Ở đây thì anh em để ý là US500 của chúng ta này đang nằm trong xu hướng giảm này, động lượng giảm hiện tại đang rất là tốt ha. Và các bạn thấy rằng là giá chạm đến đúng cái ngưỡng hỗ trợ quanh 3650 và bật lên, thì cái động lượng ban đầu của cái động lượng tăng ban đầu từ cái ngưỡng hỗ trợ này này rất là yếu, nhưng mà cái nến cuối tuần vừa rồi thì nó lại rất là mạnh, tức là nó hơn hẳn những cái hành động giá trong những ngày trước đó luôn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai này, đó là cái ngưỡng hỗ trợ này Thúy xin xóa đi nha. Cái thứ hai nữa này, đó là khi mà hành động giá mà nó tăng một cách bất ngờ như thế này thì đây không phải là cái dấu hiệu mà bắt đầu xu hướng hay gì đâu, mà có khả năng đó là một cái dấu hiệu kết thúc của một đợt tăng giá hoặc giảm giá trước đó. Thì ở đây này, nếu như anh em về khung thời gian thấp hơn khung thời gian H1 thì chúng ta sẽ thấy được có cái xu hướng tăng ngắn hạn đó, nhưng mà xu hướng chính trên khung thời gian D1 chúng ta vẫn là xu hướng giảm, và cái ngưỡng kháng cự gần nhất của chúng ta vẫn là vùng 41 ha. Đó, thì chúng ta cần phải xem xét xem hành động giá trong tuần sau, xem giá có tiếp tục duy trì được cái động lượng tăng của cái đợt tăng giá ngày cuối tuần vừa rồi hay không. Nếu như nó tiếp tục duy trì được thì chúng ta sẽ xem là liệu nó tiếp cận ngưỡng kháng cự này như thế nào. Đó, nếu như với động lượng mạnh thì chúng ta nên bỏ qua, chúng ta không có canh bán. Nhưng nếu như chúng ta thấy là giá không có duy trì cái động lượng tăng này mà nó tạo những cái cây nến có thân nến nhỏ, đuôi nến các kiểu, nói chung là những cây nến thể hiện cái động lượng rất là yếu á, thì khi tiếp cận cái ngưỡng kháng cự quanh vùng 41 này thì anh em có thể tìm tín hiệu chúng ta bán được nha. Nói chung đây là cái vùng kháng cự hợp lưu, cho nên là chúng ta bán vùng này đã được xem rất là đẹp rồi ha. Tiếp theo là US30. US30 cũng vậy. Tuần trước là Thủy có đưa tín hiệu mua quanh vùng 2950 này, và hiện tại chúng ta đã có lợi nhuận rồi ha. Tín hiệu mua của chúng ta là từ cái nến tăng này này, nến tăng nhỏ nhỏ này, đây là vùng sức ép mua nhá. Đó, là hiện tại là chúng ta đã có gần 2R lợi nhuận rồi. Và cái vùng mà chúng ta chốt lời cho lệnh mua này là quanh vùng 33 nhé. Anh em có thể chốt sớm hơn quanh vùng 3250 cũng được. Tỷ lệ đến đây là khá tốt rồi. Thêm một cái nữa này, động lượng tăng của US30 cũng khá là giống US500. Ban đầu rất là yếu nhưng sau đó thì tăng vọt. Thì chúng ta sẽ xem cái động lượng này duy trì như thế nào trong tuần sau. Nếu như không duy trì được thì chúng ta tiếp tục canh bán ở vùng 33 này, vì thực ra xu hướng chính của US30 thì vẫn là giảm. Đó, hai cái chỉ số này thì có cái xu hướng khá là giống nhau, cho nên là việc phân tích thì nó cũng na ná nhau thôi ha. Rồi, nói chung là vậy. Đối với lại US30 qua tuần anh em theo dõi vùng 33 giúp Thúy nhé. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua dầu ha. Ở đây này, dầu các bạn để ý này, dầu đã chạm đến cái ngưỡng hỗ trợ mà chúng ta theo dõi rồi ha. Đó là quanh vùng 110, nhưng mà giá đã phá vỡ nó. Và
Chúng ta thấy là giá tạo gap giảm này, sau đó bật tăng lên lớp gap này, có khả năng là trong tuần tới là dầu tiếp tục giảm rất là cao. Thì nếu như mà dầu tiếp tục giảm thì cái vùng hỗ trợ mà chúng ta theo dõi tiếp theo đó là quanh vùng 98 ha, 98 vùng 100 á. Đó, thì chúng ta xem xét xem động lượng dầu tiếp cận đến cái ngưỡng này như thế nào. Nếu động lượng yếu đi thì chúng ta tìm tín hiệu chúng ta mua lên. Còn nếu như mà động lượng vẫn giảm mạnh thì tất cả những anh em nào mà canh mua trước đó thì chúng ta nên thoát bớt lệnh đi ha. Thoát bớt lệnh đi. Và lúc đó chúng ta không nên canh mua nữa, mà chúng ta phải xem xét hành động giá như thế nào. Tín hiệu đảo chiều thì hiện tại chưa có đâu ha. Rồi, nói chung là dầu qua tuần thì anh em theo dõi vùng hỗ trợ quanh vùng 100 giúp Thúy là được nhé. Bây giờ Thúy phân tích qua một vài cặp chéo ha. Đầu tiên là cặp New Zealand và Canada. Cặp này á thì trước đó là Thúy có đưa tín hiệu bán rồi ha. Tín hiệu bán quanh cái nến giá này này thì chúng ta có lợi nhuận mà giá đã bật tăng ngược trở lại nhưng sau đó quay đầu giảm rồi. Thì hiện tại cặp tiền này thì vẫn đang nằm trong xu hướng giảm nha mọi người. Vẫn nằm trong xu hướng giảm. Vùng giá mà anh em có thể chờ hồi kênh bán. Nó sắp tới anh em sẽ theo dõi thêm cho Thúy cái vùng này ha. Đây. Đó là quanh vùng 0.8250 á. Đó, một vùng giằng co nhỏ. Thêm nữa là vùng đỉnh quanh vùng 0.83. Đó, anh em theo dõi cho Thúy hai vùng này thôi. Hai vùng này là vùng có thể canh bán được nhé. Còn trong trường hợp giá tiếp cận đến vùng này không có khoảng trống bên trái, anh em trực tiếp bỏ qua luôn. Chúng ta đợi hồi đến vùng 0.83 chúng ta canh bán là được nhé. Đây vẫn là vùng cung mà chúng cũng là vùng kháng cự luôn á, là có thể xem xét canh bán được. Giá đã phản ứng nó một lần rồi để tạo đáy thấp hơn rồi ha. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp euro và đô la Úc. Cặp tiền này thì tuần trước thì có nói rồi, đó là nếu mà nó phá vỡ ngưỡng 1.53 thì sao? Thì lúc này chúng ta có thể tìm, lúc này có khả năng là cái cấu trúc thị trường có thể thay đổi, lúc đó chúng ta sẽ phải tìm cơ hội chúng ta canh mua. Nhưng hiện tại chúng ta thấy giá vẫn mới tiếp cận cái vùng kháng cự này thôi chứ chưa thực sự phá vỡ nó, thì anh em phải tiếp tục chờ ha. Chúng ta tiếp tục chờ xem là giá có thực sự phá vỡ được cái vùng đó hay không. Hiện tại thì chúng ta không nên, tạm thời chưa nên canh bán nhá. Chưa nên canh bán quanh vùng này. Bởi vì là hiện tại chúng ta chưa có tín hiệu bán nào quanh vùng này cả. Thêm mà một cái nữa là nếu như mà giá tiếp tục tăng lên phá vỡ đường trên lai tăng này với động lượng mạnh thì có thể chúng ta sẽ phải canh mua. Bởi vì cái cấu trúc giảm giá trên cái cặp tiền này không có được đẹp lắm. Cho nên là cái việc mà bán ra theo xu hướng nó khá là rủi ro với cái điều kiện thị trường không được đẹp như vậy nha. Đó, nói chung là cặp tiền này anh em tiếp tục chờ ha. Nếu như mà giá phá vỡ được trend line thì nó lại là cái cấu trúc tăng giá rất là đẹp được hình thành, lúc đó chúng ta mua sẽ tốt hơn ha. Rồi cặp tiếp theo đó là cặp bảng Anh và Yên Nhật. Bảng Anh và Yên Nhật thì hiện tại là xu hướng chính vẫn đang là tăng. Và ở đây này, cái vùng hỗ trợ chính đó là vùng hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 139. Đây. Đó là vùng đỉnh, là vùng cái điểm chốt đỉnh rất là cao, rất là xa trước đó. Đây cũng là cái vùng cung luôn ha. Đó, rồi vùng tiếp theo đó là vùng 135.50. Đây là vùng đỉnh trước đó, anh em có thể canh mua quanh một trong hai vùng này ha. Rồi nhưng mà hiện tại cái vùng quanh vùng 139 thì có khả năng là giá sẽ không có khoảng trống bên trái đâu, cho nên mua ở vùng này sẽ khá là rủi ro. Nên chúng ta chờ đến vùng 135.50 khi mua thì ok hơn ha. Và nói chung cặp tiền này thì qua tuần anh em tiếp tục chờ thôi, chờ giá hồi khi mua được nhé. Rồi tiếp theo là cặp Canada và Yên Nhật. Canada và Yên Nhật thì xu hướng chính vẫn đang tăng này. Đây là khung thời gian tuần vẫn đang xu hướng tăng này, đúng chưa nào? Đó, các cái giá hiện tại đang nằm ở ngưỡng kháng cự là 106.50. Thì ở đây ha, xu hướng trên khung thời gian ngày tăng rất là mạnh. Đó, thì ở đây chúng ta, Thùy đánh dấu ra một vài các cái ngưỡng hỗ trợ kháng cự gần đó, đó là vùng 106.50, vùng 101 và vùng 98.80 ha. Ở đây chúng ta quay về khung thời gian ngày để chúng ta xem xét xem hành động giá như thế nào nhé. Đây, các bạn thấy giá tạo đỉnh cao hơn với động lực tăng rất là mạnh, động lực giảm rất là yếu này ha. Động lực giảm không đi được liên tục và nó còn xen kẽ với những cái nến tăng giá nữa. Thì ở đây anh em tiếp tục chờ giá hồi về vùng 101 thôi ha, là có thể canh mua được rồi nhé. Đó, ở đây động lượng tăng vẫn mạnh thì cái vùng này là vùng hợp lưu với trend line tăng thì là vùng có thể canh mua rồi. Vùng tiếp theo là vùng 98.80 ha, một trong hai vùng này anh em canh mua được nhé. Rồi cặp tiền cuối cùng, cặp bảng Anh và Yên Nhật.
bảng Anh và yên Nhật thì các bạn thấy là giá nó đã tiếp cận đến cái vùng kháng cự quanh 167.70.80 á, chính xác nó là vùng 168 á đó. Nhưng mà chúng ta thấy là gì, giá tiếp cận đến cái vùng này, chạm vùng đỉnh này 3 lần rồi nhưng mà chưa thực sự phá vỡ được nó. Giá trước đó có đảo chiều 2 lần, lần đầu tiên mạnh nhất và lần thứ hai yếu hơn đó. Thì chúng ta thấy là gì, với kiểu mà tiếp cận cái ngưỡng kháng cự như thế này chứng tỏ là vùng này vẫn còn áp lực bán, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là gì, đó là xu hướng chính của cặp tiền này vẫn đang là xu hướng tăng và chúng ta cũng chưa thấy các cái dấu hiệu đảo chiều quá mạnh mẽ ở đây đó. Động lượng những cái đợt tăng giá hiện tại vẫn đang rất là mạnh đó, thì chúng ta sẽ chờ giá hồi về cái vùng hỗ trợ quanh vùng 100 ở đây chúng ta có cái vùng giằng co này, các bạn lưu ý này, đây ha, vùng giằng co nhỏ này đó. Thì ở đây này các bạn có thể canh mua quanh vùng này được nha, quanh vùng 163.50. Nếu tiếp cận vùng này mà tạo được tín hiệu, anh em có thể canh mua lên, hoặc là vùng hỗ trợ quanh 160.50 đó. Anh em chờ giá hồi đến một trong hai vùng này, có thể tìm tín hiệu canh mua lên. Và vùng kháng cự, cái mục tiêu chốt lời của chúng ta đầu tiên là các cái vùng kháng cự trước đó, vùng đỉnh này, quanh vùng 167 đó. Thì chúng ta chờ giá hồi trong tuần sau xem cái cặp tiền này nó sẽ tạo tín hiệu được cái vùng nào ha. Rồi, nói chung là chiến lược của Thúy, các cái chiến lược đây là những cái cặp tiền mà chúng ta sẽ theo dõi trong tuần sau. Anh em theo dõi chúng ta giao dịch nhé. Còn anh em muốn phân tích thêm cặp tiền nào thì để lại comment ở bên dưới clip cho Thúy ha. Các bạn đừng quên ủng hộ team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.